Chúng tôi xin được trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội cũng được sự bảo trợ của First Financial Security. Quý vị có nhu cầu cần chuyển 401k, 403b pension qua một chương trình an toàn, không sợ bị mất tiền. Xin liên lạc với chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng qua số điện thoại là 714-331-4982, 331-4982, và khi quý vị chuyển qua thì sẽ được tiền match cao và sau đó sẽ trở thành lương hưu trí trọn đời của quý vị. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị liên lạc với chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng, đại diện cho First Financial Security, là 714-331-4982. Julie xin được trở lại với phần giới thiệu của chị Ân Thư và Lan Phương về cái buổi nhạc thính phòng để gây quỹ cho VN Help. Thì đầu chương trình chúng ta đã nói về cái chủ đích của hội và một số nào đó cái kết quả, những cái công việc mà hội đã đạt được trong suốt hai mươi mấy năm qua. Thì cái khó khăn nhất của hội là gì? Ngoài vấn đề đi kiếm tiền. Cũng đang định nói cái đầu tiên. Vấn đề ngoài cái vấn đề đầu tiên là tiền đâu ra, thì cái gì khó khăn nhất cho hội để mà có thể đạt được những cái nguyện vọng của hội? Vâng, thì chương trình của VNL phải nói là mình phải rất là năng nổ làm việc giữa cả hai bên Mỹ và Việt Nam. Thì ở bên Mỹ cái chính là gây quỹ, như chị Julie vừa nói, phải có tiền thì mới làm được việc. Còn bên Việt Nam đó là phải tìm được đến nơi, đến chốn, những nơi cần được xứng đáng để được giúp đỡ. Thì nói chung cái khó khăn là vì chúng tôi muốn làm thực sự, làm tốt, kết quả tốt, thành ra lúc nào cũng phải là tìm tòi, điều tra kỹ lưỡng. Như ở bên Việt Nam, khi mà nhận một cái đơn xin, cái cách làm việc của chúng tôi đã hai mươi mấy năm, thành ra nó cũng có nề nếp, có lớp lang, có tiêu chuẩn. Ở bên Việt Nam là khi người ta có người giới thiệu, có thể là một người bên Mỹ giới thiệu một cái chỗ nào đó cần được giúp đỡ, hay là những anh chị em thiện nguyện ở Việt Nam giới thiệu, thì chúng tôi phải bắt ở bên Việt Nam nộp một cái đơn. Trong cái đơn chúng tôi hỏi rất nhiều chi tiết về cái cơ quan hay cái nơi chốn mà muốn xin giúp đỡ, như một cá nhân hay một viện mồ côi hay là một cái trạm xá, họ phải điền đơn. Từ cái đơn đó chúng tôi mới cử người của VNL đến tận nơi để mà điều tra. Điều tra tức là phải nói chuyện với người phụ trách chỗ đó, điều tra cái vùng chung quanh đó. Tức là nói chung cái khó khăn là gì? Cái khó khăn là phải làm sao làm tận nơi, tận chốn và tìm đúng cái người được giúp đỡ. Cái số tiền mà những người ở ngoại quốc đóng góp nó có sử dụng đúng chỗ, và cái khó khăn thứ hai đó là cái sự giúp đỡ của mình, đó là tìm đúng cái người được giúp đỡ rồi thì lúc mà thực hiện chương trình cũng vậy, chúng tôi phải làm rất cẩn thận, tức là giao tiền cho những người mà thật sự mình tin tưởng, để mà tất cả những đồng tiền đóng góp của quý vị sẽ không rơi rớt dọc đường. Thì cái đó là cái mà anh chị em VNL cũng xin là thưa với quý vị là chúng tôi rất là hãnh diện là trong suốt hai mươi mấy năm qua chúng tôi đã thực hiện được điều đó. Cái chủ trương của VNL là thứ nhất là không có để tiền rơi rớt dọc đường, tức là không có để cái tệ nạn và tham nhũng và lại hối lộ ở Việt Nam. Dạ, đúng đó chị nhỉ. Cái đó là cái tối kỵ. Chúng tôi đã dặn dò anh chị em bên Việt Nam là nơi nào mà có ý muốn đòi hỏi kiếm chác thì mình phải nói là bye bye, mình đi chỗ khác. Tại vì ở Việt Nam thì cái sự nhu cầu mà cần được giúp đỡ là ở khắp mọi nơi. Thì chúng ta chỉ đến những nơi mà thực sự là xứng đáng giúp đỡ và thực sự là những người tốt, có lòng hợp tác với mình. Ở Orange County thì Lan Phương, chị Anh Thư đã trình bày là đã ở Orange County cũng đã 10 năm rồi. Thì thành phần mà volunteer của hội ở Orange County cho đến nay đã đạt được cái số mà có thể để mà giúp cho hội được phát triển lớn mạnh hơn chưa vậy Phương Lan? Về cái phần đó thì cũng cho tới ngày hôm nay thì có những anh chị em rất là thân tình và rất là nỗ lực để làm, nhưng mà bao giờ cũng như Lan Phương cũng cần thêm những người biết đến, nhất là đến để giúp và nhất là biết về cái công việc làm của hội. Thì Phương xin nói thêm với Thư về cái phần hai cái đặc điểm mà rất là cảm động cho anh em làm việc và cũng như những nhà bảo trợ bên đây, là khi họ thấy có những người chính hồi xưa mình cho những cái học bổng để đi học bây giờ thành tài
quay lại là bác sĩ hay là chi đó thì giúp lại, thì họ coi đó là một cái hình thức thiện nguyện và giúp ngược lại. Cũng như là những chương trình cho mượn nợ nhỏ để cho những người phụ nữ ở vùng nông thôn, thì tất cả những người đó khi mà họ được cái nhận cái sự giúp đỡ của hội viên HEP thì khi đã thành công họ quay lại và giúp tiếp tục để như vậy. Thì những người bảo trợ ở bên Mỹ coi như đó là một cái hình thức rất là, chính người ta cũng ấm lòng về cái đồng tiền của mình kết quả tới những người đó, mang lại cái kết quả cho những người kế tiếp. Cái reward của mình. Dạ. Thì cũng xin nói thêm với Lan Phương đó là anh chị em VNL ở Bắc Cali cũng rất là cảm ơn các anh chị em ở Nam Cali. 10 năm đầu tiên là chỉ hoạt động ở Bắc Cali mà thôi, nhưng những năm gần đây thì càng ngày càng đông các anh chị em ở miền Nam tham gia. Như vậy mà... thì hội có tính là tiến mạnh xa vô qua những cái tiểu bang khác hay không, hay là chỉ ở California? Dạ, Bắc chắc từ từ bây giờ mình phải thật là ở Bắc Cali là coi như là mạnh, là lâu lắm, là chỉ 1/4 thế kỷ thôi. Dạ, chúng tôi mong là cái làn sóng TV này sẽ đưa VNL đến thật đông đảo quý vị, và mong là được sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở mọi nơi. Thì cái ước ao của VNL thực sự đã làm sao ở headquarter là San Jose thật là mạnh rồi, bây giờ đến vùng Orange County là nơi cộng đồng Việt Nam rất lớn, thì chúng tôi mong được sự đóng góp nhiều hơn nữa của cộng đồng Việt Nam tại đây. Anh chị em thiện nguyện thì mỗi năm mỗi đông hơn đấy chị Julie. Thành ra ở Bắc Cali cũng mừng lắm. Và như những năm trước ở mỗi lần đi talk show là chỉ có một mình Thư đi thôi. Những năm sau này là có Lan Phương là đại diện VNL thế này và các anh chị em khác nữa. Nếu mà quý vị đến với chương trình Mùa Thu Cho Em vào ngày 19 tháng 9 này thì quý vị sẽ gặp gỡ một số các anh chị em thiện nguyện viên tại đây. Và đó là những người rất là có lòng, họ làm việc với hoàn toàn với tư cách thiện nguyện viên. Vâng, thưa quý vị, khi mà Julie nghe tới Mùa Thu Cho Em thì Julie đang tưởng tượng tới là buổi nhạc thính phòng sẽ có những cái tiết mục về những bài hát, những tiết mục, những cái về dễ thương lắm chị ơi, mùa thu. Thì cái tình, những cái bản tình ca của người Việt Nam mình rất là dễ thương, và những lời văn, những điệu nhạc rất là phong phú. Và quý vị cũng như chị Anh Thư cũng như là Lan Phương, đa số chúng ta ai cũng đi coi mấy cái show lớn. Mình mua một cái vé cả mấy trăm đồng để mua, để mà ngồi coi một cái chương trình nhạc hội của nhiều trung tâm hội đấy, của nhiều trung tâm khác nhau. Tuy nhiên đây mặc dù là chỉ là một cái nhạc thính phòng rất là ấm cúng, và trong một cái môi trường rất là ấm cúng, thì Julie không biết rằng thì là nếu giờ Julie đặt là Julie là một cái người khách, thì chị nghĩ là Julie sẽ đạt được những cái gì cho qua cái buổi nhạc thính phòng này? Cái điều đó thì xin phép Phương nói trước đi rồi Thư sẽ về bổ sung. Về cái phần đó là một cái điều rất là ấm cúng, khi ngay cả khi mà bắt đầu một chương trình để mà tìm một cái địa điểm hay là bắt đầu mà quảng cáo về cái chương trình Mùa Thu Cho Em, thì Lan Phương đều nhận được những cái lời khuyến khích từ những người khán giả đã đi những năm trước. Họ, thứ nhất là họ nói là mình chọn những cái dòng nhạc và những ca sĩ rất là hay. Thứ hai là cái cách tổ chức giờ giấc rất là đúng, và tới mình cảm thấy như là mình bước vô một cái buổi nhạc thính phòng, mà khi mình ngồi nghe và khi mình đi về mình vẫn còn mang cái âm hưởng của nó rất là hay và rất có ý nghĩa. Đó là những cái lời mà khán giả những năm trước đi đã xem và chia sẻ như vậy. Riêng Thư thì cho biết Phương nói một cái là chương trình rất đúng giờ. Cái đó là cái đặc biệt của VNL, không có giờ cao su. Mở cửa lúc 6:30. Dạ, thì cái đó là anh Thư cũng xin nhấn mạnh đó, tại vì ban tổ chức rất là muốn đúng giờ. Mà nếu khán giả đến chậm đó thì là mình bắt đầu chương trình là quý vị đến là đã mất một vài mục rồi. Thì chương trình rất đúng giờ, cái buổi nhạc rất là hay và chọn lọc, vì chúng tôi luôn luôn có những bài mà ca sĩ tập với nhau để hòa giọng, không phải chỉ có thay phiên nhau lên đơn ca mà họ phải tập dượt với nhau song ca tam ca. Và thứ ba là cái tình người, mọi người đến nói chung là đến là đã có cái tâm trạng là muốn giúp đỡ rồi. Đó, thành ra khi gặp nhau, có những người đã quen nhau rồi, cái buổi đó là cái buổi họ đến họ gặp nhau mừng rỡ là một năm gặp nhau một lần. Có những người chỉ gặp nhau ở Mùa Thu Cho Em thôi đó, Julie. Thành ra cũng là một cái chỗ để mà các ủng hộ viên của hội viên heo đến gặp nhau ít nhất một năm một lần vào cái Mùa Thu Cho Em. Và ngoài ra thì là trước lạ sau quen nữa, có những người mà đi lần đầu tiên và sau đó quen với anh chị em thiện nguyện VNL và sau đó thì là tiếp tục giữ liên lạc, trở thành những người bạn rất là thân thương. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị muốn đặt vé hoặc là muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với ban tổ chức ở miền Nam California là 714-642-8866, hoặc là quý vị có thể mua vé ở nhà sách Tú Quỳnh và Tự Lực. Và nhà sách Tự Lực. Vé đang bán bây giờ đó thưa quý vị.
Vâng, thật là nhanh. Chị Anh Thư và Lan Phương có những lời gì gửi thật là nhanh. Chúng ta vâng. còn khoảng chừng vài giây. Anh Thư xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị Hội Từ Thiện VN Help và chương trình nhạc thính phòng mùa thu cho em vào ngày 19 tháng 9 tại Fountain Valley, Nam California, và Bắc Cali thì ngày 26 tháng 9 tại Santa Clara, một tuần lễ sau đó. Chúng tôi mời quý vị đến với mùa thu cho em để đóng góp từ thiện cũng như là để thưởng thức một đêm nhạc thật thú vị. Vâng, xin cảm ơn sự hiện diện của Lan Phương cũng như chị Anh Thư. Xin cảm ơn cả theo dõi của quý vị, và chúng tôi cũng xin chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.